thưa quý vị bưởi thồ là giống bưởi quý lâu đời và là niềm tự hào của người dân phú xuyên hà nội đây là giống bưởi cho trái ngọt thơm lại rất đẹp mã tin vui với người trồng bưởi thồ đó là nhãn hiệu tập thể bưởi thồ bạch hạ đã chính thức được công nhận và bên cạnh giống để quảng bá nhãn hiệu cũng như là sản phẩm đặc sản bưởi thồ những chủ vườn nơi đây cũng đang không ngừng thay đổi để sản xuất bưởi thồ theo hướng hàng hóa và đảm bảo an toàn thực phẩm Vườn bưởi thầu này là của gia đình ông Mai Như Khúc, không chỉ cho năng suất thu hoạch cao, ổn định, giống bưởi này còn thơm ngon hơn hẳn nhiều giống bưởi thông thường. Cái giống bưởi này là dòng năng suất nhất. Một là chất lượng của nó thì tôi cũng đi tham quan nhiều vườn mà ăn thử thì không bưởi nào có ngon bưởi này. Đấy, nếu như các vị nào mà ăn rồi thì mới biết được. Thế bưởi đây nếu năng suất thì cây của nó sẽ đạt tới 480 quả, còn bình thường là 250 quả trên cây. Giống bưởi thồ có nguồn gốc tại thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên là giống bưởi cho thu hoạch sớm, đúng dịp rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Quả có dáng bầu dục, thịt quả màu vàng sáng, tôm giòn, mọng, ráo nước, vị ngọt mát. Tại xã Bạch Hạ, bưởi thồ của gia đình ông Khúc được xếp hạng đầu về chất lượng. Để có được điều này, bên cạnh đặc tính vốn có của giống, đó còn là do quá trình chăm sóc.